Anh Nhiên cũng ăn bạn cá anh Nhiên ha. Ừ. Có gì hai thằng cùng chịu nha. Ôi, tao không mét mày, mày đừng mét tao nha. Đúng rồi. Có người tới, có người tới. Mời cảm ơn người nha. Giòn ha. Giòn không? Hình như nếu mà mình hái Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Thì hôm nay mình lại đi ra vườn kiếm trái cây ăn nha mọi người. Thì mình có để ý ngoài sau nè, đó. Có nguyên vườn ổi sầu riêng. Bây giờ mình ra mình ăn trái cây tại vườn cái cảm giác nó sao nha. Rồi đi theo mọi người, let's go. Như cái sao mình giống lại giống đi ăn trộm quá anh Nhiên. Tại vườn của người ta, vườn này của người ta. Có gì đâu, sớm gì hái trái hay trái ăn có gì đâu. À, sầu riêng này chuẩn bị cho tái mọi người. Chúng mình vừa mới cái sầu riêng ăn rồi. Đây, ổi nè. Lúc này thì ổi này còn non quá. Giờ sao đi ăn thôi. Cái mà tưởng tượng nhà mình có nguyên cái vườn gì mà trồng ổi ăn đã lắm ta. Anh Nhi vừa mới tổng thằng ổi lên, còn cái vườn này bị hư gì ta? Vườn này bị đuông ăn, nó đang hồi sức. Ủa nó tẻo luôn rồi chứ sức gì nữa. Trời heo. Có sen nữa kìa. Thôi thôi. Thôi thôi. Wow. Đây. Thì nói chung á là ổi ở quê mình á thì người ta bọc là gì nè. Đó. Mẫn ơi cho xin tẻ ổi nhà Mẫn. Vậy đó. Rồi, mình đi lại chỗ mát mình ngồi đi. Quá hả? Ừ, đi nắng à, đang đứng mà nắng hả? Ừ, tới nắng, đứng mà nắng, tôi quay không nổi đâu. Đó, ồ, góc giận mọi người. Cái giận này vài triệu nè. Đó, tiền nổi luôn đó, rồi à, tính ra mình vô đây giống như mà mình giống như mà tự thiên mà lạc vô vườn đào với mọi người. Rồi, ổi bị bá luôn. Mình qua đây ha. Rồi. Trời ơi, này da nó căng bóng luôn nè. Giòn đã lắm á. Cái gì nữa. Mình đi chuẩn bị vũ khí sẵn nha mọi người. Mọi người biết lá là gì không? Lá là lục bình nha. Rồi. Thử ra. Thấy trong phim là thường thường người ta ăn là người ta là như nè. Đấy. Thử nha. Thử cảm giác thì mình ăn mình đi mua về mình ăn á thì rất là ngon rồi đó. Nhưng mà mình hái vừa hái xuống rồi mình ăn rồi không biết cảm giác là sao nha mọi người. Bây giờ mình thử coi. Cảm giác nước rất là nhiều luôn. Rất là giòn. Nhưng lại mềm. Thử coi. Mời cảm ơn mọi người nha. Giòn ha. Giòn không? Làm như nếu mà mình hái mình đem mình đi mua ngoài chợ về làm như nó mất nước. Nó mất nước rồi vậy. Héo nữa. Mà vậy thì mình đang ổn là tưởng tượng giống như ăn cái gì ta. Cái lê. Cái lê. Quá đó. Tay ra, tay là vừa ăn luôn á. Như một vừa hỏi vừa ăn tới cái kia luôn, ở cái kia luôn. Ở nhà mình á. Nhà mình hái mà nhìn trước nhìn sau. Đúng rồi,
nhà mình hái cho mình với anh Nhiên là mình trước tìm sao cho bò à. Dạ, thầy Nhiên hôm nay có giá quá tham quan mẫu vườn sầu riêng này ha mọi người ha. Mẫu vườn này mốt vườn này là chai nha ha. Sầu riêng nhiều lắm mọi người. Còn cỏ này thì mình tiện tay mình mượn mình thử một trái thôi, coi giống mỗi gì mốt mình có trồng được thì mình trồng nhà mình, mình quay review cho các bạn xem nha. Ăn cũng ăn có ghê rồi, nó mềm mới giòn rất nhiều nước quá. Cỏ này ngọt quá hả? Nó một cái ổi nữ hoàng. Có hộp nè, nó có hộp nè, ruột trắng mà. Ở nữ hoàng như ruột đỏ không ta? Mà không biết ổi gì không các bạn ơi. Hồi đó giờ chỉ biết ăn thôi, không biết đợi tên. Nhưng mà cảm giác ra ngoài vườn này thì mát mẻ lắm. Ở quê mà, quê mình miền Tây. Hồi xưa ở quê mình đây á, thì chỉ có trồng lúa à. Mà nay đê bao được cũng có. Cho nên giờ bắt đầu lên sầu riêng nè, ổi, mít, bưởi, có trái cây á. Mở rồi, hấp dẫn quá. Chút xíu rồi mình đi dài chút xíu mình quay mấy cái ổi cho mọi người xem nha. Cái ổi này quá chất lượng quá ngon. Với nó được cái bao bọc á. Mà ổi này trồng chắc trồng mấy nhà ăn nhiều. Tại vì còn có cái con đường ở phía cho nên cho ít xịt thuốc lắm. Cay quá anh Nhi. Cay quá. Cái trái ớt người ta một cay vậy. Con cá đó à. Quá đã. Thôi giờ mình về ăn rồi đi anh Nhiên ơi. Chứ mình ngồi phía cửa nhà ra thấy rồi. What? Hồi nãy mình nói ổ của mình mà. Của mình hái nhưng rồi cây ở đất người ta. Người ta. Nhưng mà giờ này là giờ này giờ nghỉ trưa, giờ này ngủ trưa hết rồi. Ngủ trưa hết rồi. Ngủ trưa rồi, ăn no ngủ yên hết rồi. Hỏi gì người ta bọc vô bọc mũ với xốp để cho không bị sâu đột đó mọi người. Đó. Anh Nhiên cũng ăn bảy cá anh Nhiên ha. Ừ. Có gì hai thằng cùng chịu nghe. Ê, tao không mét mày, mày đừng mét tao nha. Có người tới, có người tới. Cái bộ mình cho con trời. Cái bộ hỏi ha, chúng hỏi tôi có hỏi gì được ha. Ngon quá đây bị lấy mỏng nha. Sư mà. Dạ. Cô đi mượn cái trái ổi. Thôi giờ mình về sao? Thôi mình đi ra. Giờ bắt đầu ra. Ta ra vô làm rồi. Bây giờ ta thủ về. Bây giờ mình tạm biệt tất cả mọi người nha. Hẹn mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye.